Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bé gái 19 tháng tuổi dưới sông Sài Gòn, chiều 24 tháng 9, thi thể người mẹ cũng đã được tìm thấy cách vị trí phát hiện thi thể bé gái vài chục mét. Như đã thông tin, trưa 23 tháng 9, người dân phát hiện thi thể bé gái trôi dưới sông Sài Gòn, đoạn qua cầu Phú Long mới, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi công an hoàn tất khám nghiệm, người thân đã xin nhận dạng và xác định đây là bé AM 19 tháng tuổi. Bé gái được mẹ ruột là chị Mờ, 35 tuổi, quê Sóc Trăng, bế đi vào chiều 20 tháng 9, sau đó hai mẹ con mất tích. Sáng 24 tháng 9, sau khi lo hậu sự cho bé gái xong, gia đình đã ra hiện trường vụ việc để cúng. Lúc này, một người dân báo tin có giỏ đồ treo dưới công viên gầm cầu Phú Long, nên gia đình chạy qua kiểm tra thì xác nhận đây chính là chiếc túi của chị Mờ. Bên trong vẫn còn bình sữa, đồ ăn. Ngay sau đó, gia đình và người dân chia nhau ra tìm quanh khu vực cầu Phú Long thì phát hiện thi thể chị này cách cầu khoảng 20 mét. Nhận thông tin, công an quận 12 đã tới vớt thi thể người phụ nữ chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Gia đình cho biết, trưa 20 tháng 9, chị mờ bế con gái qua phòng trọ của mẹ ruột tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tới khoảng 14 giờ chiều thì chị mờ bế con rời đi rồi mất tích. Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân hai mẹ con cùng chết dưới sông Sài Gòn.